Long xin chào tất cả các bạn nha. Và hôm nay Long sẽ trở về một bản thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đó là bản Lăng Căng, để ghi lại một số cái hình ảnh về cuộc sống của đồng bào dân tộc Thái ở khu vực nơi này. Có những cái gì khác lạ và có những cái gì nó độc đáo nha các bạn. Để biết được thì xin mời các bạn hãy đi theo cùng với Long để chúng ta sẽ di chuyển vào một ngôi nhà sàn. Đó là cuộc sống dân dã và bình dị của đồng bào ở đây. Và bây giờ Long sẽ di chuyển vào một ngôi nhà mà gồm có các nghệ nhân cũng như là bà con đang sinh sống ở trong ngôi nhà này. Long sẽ di chuyển lên trên này cùng với các bà con để khám phá được cuộc sống như thế nào nhé các bạn. Đấy, và bây giờ là Long sẽ di chuyển lên lửa trên này, đó là nghe tiếng của một chiếc đàn bầu. À đây có một nghệ nhân mới. Và trước mặt Long đó là nghệ nhân Bạc Lương Nghiệp, là một trong những nghệ nhân nhạc cụ dân tộc Thái. Hiện tại bây giờ là bọn Long vào đấy để ghi lại một số hình ảnh. Đây, chào bác. Chào anh. Để lấy một số hình ảnh về nhạc cụ cũng như là cuộc sống bà, ở trong này. Lấy cái giấy này á, vừa muốn tăng cái bộ giấy. Có tiếp tục tuyệt vời rồi. Và một chút xíu nữa là đang còn chờ một số các cụ là trở về đấy để hát chút xíu nữa hát nào bác hay là làm gì bác? Không có thể là nghe thổi sáo. Thổi sáo có ba khi này có ba thấp là cùng biết khắp đấy. Biết là có thể bà cho được khắp mấy bài thử. Là cụ vừa về mặc đồ này hả? Bà Nghiêm lại về cái bà Tình là bà Tình cũng hay khắp về tiền thải đó. Câu lạc bộ á. Anh Lâm trong câu lạc bộ của ta luôn nè. Câu lạc bộ của cá thải của Lăng Căng. Có bà cặp bà Tình. Hai bà ăn bà mua chuẩn bị đi chưa đi nữa có việc nhưng mà lại hỗ trợ ta lại trở về lại mặc trang phục ấy. Đây các bạn, tức là bọn mình vào bất thình lình quá nên chẳng lẽ đã là bọn mình sẽ có một cuộc hẹn ở trước, nhưng mà do công việc nên là bọn mình vào gấp quá nên là chưa có sự chuẩn bị được. Nên hai ba là chuẩn bị đi công việc nhưng mà thôi phải ráng ở nhà. Và đây như vậy là ba đã về ăn mặc đồ Thái, biến cho mình những chiếc váy Thái này để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh, lấy ảnh bia cho nhà báo để đưa lên một số bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Hai ba hai bên ông ở giữa. Rồi, đem anh đi. Đấy, và bây giờ là đã bắt đầu hiện trường. Ui, chà, không khí ngu nghịt. Và đây là nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạo đang chuẩn bị thực hiện một số bức ảnh, đó là để làm ảnh bia về bản sắc văn hóa dân tộc Thái thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Thank you.
đi. Làm kỷ niệm cái là hành bia. Đấy, hậu quan trọng cái ánh đừng giới làm hầu trương là un khỏi. Alo. À được à. Ông ba ngồi đó, ngồi xuống bất ngờ. Ngồi đó. Ngồi ba ngồi xuống ba, xuống 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 đi ông ớt.